Kính chào quý vị và các bạn. Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên cán mốc xuất nhập khẩu trên 100 tỷ đô la Mỹ. Dù nguồn cung dồi dào, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu trên 3 tỷ đô la Mỹ các sản phẩm chăn nuôi. Giá tour du lịch Tết Quý Mão 2023 tăng cao. Đây là những thông tin chính sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình Nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Thực hiện kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính giai đoạn 2022-2025, Bộ Tài chính sẽ ưu tiên cắt giảm thủ tục trong khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai. Kế hoạch nêu rõ trước ngày 1 tháng 10 năm 2023, các đơn vị rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với nhóm thủ tục hành chính trọng tâm ưu tiên, trong đó có quản lý, sử dụng, khai thác nguồn lực tài chính từ đất đai, tài nguyên. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2024, các đơn vị phải rà soát trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% thủ tục hành chính nội bộ. Trước ngày 1 tháng 1 năm 2025, 100% thủ tục hành chính nội bộ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính được rà soát đơn giản hóa, bảo đảm tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính. Trung Quốc có thể sẽ mở cửa lại nền kinh tế vào năm 2023 sau chính sách Zero Covid đang được nhiều doanh nghiệp kỳ vọng là điểm sáng hỗ trợ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong thời gian tới. Sau khi đạt đỉnh vào quý 2 năm 2022, giá trị xuất khẩu thủy sản những tháng gần đây có dấu hiệu chững lại. Bước sang năm 2023, dù còn nhiều khó khăn, nhưng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam được dự báo sẽ duy trì ở mức cao hơn, do thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu. Việc Trung Quốc có thể sẽ mở cửa lại nền kinh tế vào năm 2023 sau chính sách Zero Covid được kỳ vọng sẽ là điểm sáng hỗ trợ xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. Khi kênh nhà hàng phục hồi, xuất khẩu cá tra sang thị trường này sẽ theo đó phục hồi. Trên thực tế, từ tháng 7 năm 2022, mặc dù Trung Quốc không còn kiểm dịch đối với các sản phẩm đông lạnh, nhưng xuất khẩu cá tra sang thị trường này vẫn tương đối yếu do nhu cầu dịch vụ ăn uống vẫn rất thấp. Dù có nguồn cung trong nước dồi dào, tuy nhiên tới nay, Việt Nam đã chi trên 3 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi, trong khi xuất khẩu thịt và trứng gia cầm chỉ đem về 361 triệu đô la Mỹ. Hiện nay, tổng lượng thịt Việt Nam sản xuất vào khoảng 6,5 triệu tấn, trứng gia cầm, thủy cầm là 17 tỷ quả một năm. Phần lớn là sản xuất phục vụ tiêu thụ nội địa, tỷ lệ xuất khẩu chiếm rất thấp. Tới nay, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng 3 tỷ đô la Mỹ mặt hàng thịt và các sản phẩm chăn nuôi, trong đó thịt lợn chiếm thị phần lớn nhất, tiếp đến là các loại thịt khác và phụ phẩm gia cầm. Cục chăn nuôi kiến nghị cần tiến tới giảm nhập khẩu thịt gia cầm, thịt lợn đông lạnh. Đồng thời, các doanh nghiệp trong nước cần tăng cường chế biến sâu, tạo nguồn dự trữ, bảo đảm đa dạng hóa sản phẩm, từ đó bình ổn thị trường cũng như nâng cao giá trị gia tăng. An toàn thực phẩm luôn là vấn đề cấp bách, tuy nhiên việc triển khai hệ thống phân phối an toàn thực phẩm đến nay vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Hiện nay doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh sản xuất chiếm đến hơn 97%, trong khi chợ đầu mối, chợ dân sinh vẫn là nơi 70% thực phẩm đi qua, phân phối tại siêu thị mới chỉ chiếm khoảng 25%, số ít còn lại qua kênh thương mại điện tử. Việc kiểm soát tuân thủ pháp luật vẫn còn rất nhiều bất cập. Theo vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương sẽ cần rất nhiều thời gian để xây dựng các mối liên kết trong chuỗi giá trị về nông sản thực phẩm an toàn, đồng thời phải tập huấn kiến thức cho bà con tiểu thương trong việc bảo đảm nguồn gốc xuất xứ, quy cách bảo quản thực phẩm đạt chuẩn. Giá lúa gạo nội địa tiếp tục xu hướng ổn định, giao dịch đều. Với thị trường xuất khẩu, giá gạo đang neo ở mức cao do nguồn cung giảm và nhu cầu tăng. Vừa qua, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam, Thái Lan, Pakistan liên tục được điều chỉnh tăng, trong đó tăng mạnh nhất là gạo Pakistan với mức điều chỉnh 30 đô la Mỹ một tấn. Với mức tăng này, hiện gạo Pakistan đang dẫn đầu thế giới về giá bán. Gạo Việt Nam sau khi tăng 15 đô la Mỹ một tấn cũng đang giữ ở mức cao. Giá chào bán gạo xuất khẩu 5% tấm ở mức 448 đô la Mỹ một tấn, gạo 25% tấm ở mức 433 đô la Mỹ một tấn. Trong giai đoạn cuối năm, thị trường xuất khẩu gạo có nhiều thuận lợi khi nhu cầu tiêu thụ gạo tăng ở nhiều nước. Bên cạnh đó, một trong những khách hàng lớn là Trung Quốc đã tăng nhập khẩu gạo trở lại. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định về việc tổ chức lại một số tổ chức thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, trong đó sẽ tinh gọn đầu mối quản lý đăng kiểm xe cơ giới từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Theo Bộ Giao thông Vận tải, sẽ có 6 đầu mối tổ chức nghiệp vụ cơ quan sự nghiệp của Cục Đăng kiểm Việt Nam được sáp nhập, hợp nhất nhằm tinh gọn bộ máy kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông Vận tải quyết định hợp nhất Trung tâm Tin học với Trung tâm Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm thành Trung tâm Chuyển đổi số Dữ liệu Phương tiện Quốc gia và Tập huấn nghiệp vụ.
Cục Đăng kiểm Việt Nam phải giải quyết các vấn đề liên quan đến sáp nhập, hợp nhất các tổ chức theo quy định, tại quyết định theo thẩm quyền và quy định của pháp luật. Theo số liệu Tổng cục Hải quan vừa công bố, Thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành địa phương đầu tiên trên cả nước có quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 100 tỷ đô la Mỹ. Tính đến hết tháng 11, quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu của Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt 101,6 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ hai là Bắc Ninh đạt 78,5 tỷ đô la Mỹ. Địa phương xếp thứ ba là Bình Dương đạt 54,4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh đang có mức nhập siêu khá lớn, trong khi hầu hết địa phương trọng điểm về xuất nhập khẩu đều đạt thặng dư thương mại. Tổng cục Hải quan dự báo, với quy mô kim ngạch đạt bình quân hơn 61 tỷ đô la Mỹ một tháng, dự kiến giữa tháng 12, xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ đạt mốc kỷ lục mới 700 đô la Mỹ và cả năm ước đạt hơn 730 tỷ đô la Mỹ. Theo dự báo của các doanh nghiệp lữ hành, thị trường du lịch Tết Quý Mão 2023 sẽ sôi động sau 2 năm hạn chế do dịch COVID-19. Dù vậy, giá các tour trong nước và quốc tế đều đang ở mức khá cao. Các doanh nghiệp kỳ vọng lượng khách du lịch dịp lễ Tết 2023 sẽ cao hơn năm ngoái khoảng 30-40%. Nhiều doanh nghiệp đã khởi động mùa du lịch Tết với hàng loạt tour trong và ngoài nước. Đặc biệt, các doanh nghiệp có chính sách ưu đãi với du khách đăng ký tour sớm. Năm nay, thị trường tour Tết sôi động trở lại khi nhiều quốc gia trên thế giới đã chính thức mở cửa hoặc nới lỏng các biện pháp chống dịch COVID-19. Hiện giá các tour nước ngoài trong dịp Tết phổ biến từ 15 đến 25 triệu đồng một khách cho các chuyến đi Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc. Nhiều doanh nghiệp cho biết giá tour năm nay khá cao, tăng khoảng 25 đến 30%, chủ yếu do giá vé máy bay cao, các đường bay quốc tế chưa khôi phục hoàn toàn, số lượng chuyến bay ít nên một số chặng và một số dịch vụ còn khan hiếm. Giá tour Tết nội địa cũng tăng khoảng 10 đến 15%. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Nhịp sống kinh tế phát sóng lúc 20 giờ 20 phút từ thứ Hai đến thứ Sáu với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.